Chào các bạn, mời các bạn cùng mình là khám phá đường phố Hạ Long vào buổi tối mùa hè các bạn nhé. Bây giờ hiện đang là 21 giờ tối mùa hè. Khu vực này thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Cái đường này là đường Nguyễn Văn Cừ các bạn. Đây khu vực này, chỗ này là ngay trường phổ thông trung học Hòn Gai cũ và chỗ nhà thi đấu thể thao của tỉnh. Cái cầu vượt này, tay phải đi vào khu đô thị Môn Bay và thẳng đường này là đường Nguyễn Cừ. Buổi tối ở đây rất là sầm uất, ánh sáng đèn đường và đèn trang trí lung linh huyền ảo rất là đẹp. Đường phố rộng rãi sạch đẹp, rất là sạch sẽ. Và các bạn tiếp tục cùng mình đi dạo nhá. Đường Nguyễn Văn Cừ đi từ ngã ba Thanh Liêm đi thẳng vào phía cột 8. Đoạn này một đoạn đó thôi. Đi qua phường Hồng Hải, qua phường Hồng Hà. Đây là phường Hồng Hải các bạn. Đường phố về đêm rất là đẹp. Mặc dù là 21 giờ đêm nhưng cái giờ này vẫn có rất là nhiều người đi lại trên đường. Đường phố Hạ Long vào buổi tối cực kỳ mát các bạn, bởi vì nó là cái đặc biệt nó là gần vịnh Hạ Long. Nó có khí hậu miền biển. Không khí trong lành và mát mẻ. Nên buổi tối đi dạo ở Hạ Long thật là tuyệt vời, khác hẳn các thành phố khác. Đoạn này gần siêu thị Bixi quận 5. Đây là con đường đi xuống đường bao biển tầng Cung Viễn, thành phố Hạ Long. Đường phố Hạ Long vào buổi tối đẹp và sạch sẽ như vậy đấy các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Quý vị các bạn ủng hộ mình một cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên nhấn nút chuông để nhận thông báo nhất video của tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.